chày, viết mực, giáo viết. Mới học cái con có tivi ở nhà, có tivi với tủ lạnh mới giặt. Tôi không có được học rồi tôi không có gành. Mà tại thấy thương con nó cũng muốn học rồi cho nó đi học tới đâu hay tới đó vậy đó. Trời mưa trời ấy gì cũng cho nó nghỉ, nó nói không ấy, nó không nghỉ tại vì nó sợ học thua anh ta. Con vẫn muốn thích đi học, vì đi học sẽ giúp chúng ta có nhiều kiến thức mới hơn. Có lúc giặt đồ, rửa chén, lau nhà, con không thấy việc nào nặng nhọc nhất. Vì được giúp ba mẹ là niềm vui của con. Con ước mơ cho thành bác sĩ, muốn giúp đỡ người khó khăn. Dạ con muốn lót sàn nhà cho bà nội, mua bàn ghế, quần áo. Con thương bà, con yêu bà nội con lắm. Dạ nó ở với tôi nhỏ tới giờ luôn á. Bà nội con bệnh đi bệnh viện hoài à, mà cũng gắng nuôi cháu à. Con ước là muốn cho nhỏ cháu nó học tới nơi tới chốn. Làm bác sĩ để khám cho ba. Con muốn khám bệnh cho người nghèo. Con đi làm để kiếm tiền, nuôi em đi lượm mấy trái để bán kiếm tiền. Ba ơi đừng uống rượu, bị bệnh không có tiền đâu mà mua thuốc. At FA Credit, we do our business in two parts. On the business side, we focus on financing adults and their lifestyle. But on the corporate responsibility side, the social responsibility, we focus our social programs a lot on children. Because children are the future of Vietnam, and we do this through community outreach programs, sponsoring of education, sponsoring of safety courses for them. So really, we hope to help millions of Vietnamese achieve their dreams, both through their parents and the children. FB Credit là một công ty Việt Nam mong muốn phát triển ra thị trường nội địa với sứ mệnh nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện thực hóa hàng triệu ước mơ của người dân Việt Nam. Chúng tôi định kỳ tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng thông qua những chương trình thiện nguyện và chia sẻ giá trị tốt đẹp. FB Credit chúng tôi đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng các hoạt động tốt đẹp này thông qua những tổ chức phi lợi nhuận uy tín. Thay mặt nhà trường, thì trước tiên thì cũng chân thành cảm ơn SCC cũng như các tổ chức tài trợ và đặc biệt là tổ chức tài trợ FE Credit hôm nay đã đồng hành và đã hỗ trợ kịp thời để giúp cho các em có một cái thêm cái hành trang và thêm cái động lực. Đây là cái nguồn động viên rất là khích lệ để tạo cái niềm tin cho các em vào cuộc sống. Các em luôn luôn nhìn thấy rằng xung quanh các em không đơn độc trong cái hành trình học tập mà các em luôn luôn có những cái người đồng hành. Con cảm ơn cô chú đã đến đây tặng quà cho con và giúp con sẽ hứa học thật giỏi. Các cô chú chúc bé Thế Di học tập thật giỏi.